kết thúc vị đàn ông Hàn Quốc chi mạnh tay làm đẹp. Theo công ty nghiên cứu thị trường Euro Monitor, nam giới Hàn Quốc hiện là nhóm người đứng đầu trên thế giới về tiêu thụ sản phẩm chăm sóc da, vượt xa quốc gia xếp thứ hai là Đan Mạch gần 4 lần. Ngành công nghiệp làm đẹp tại xứ sở Kim Chi trị giá khoảng 1 tỷ Mỹ Kim, với mức tăng trưởng được dự đoán là gần 50% trong 5 năm tới đàn ông Hàn Quốc không chỉ mua kem dưỡng da và kem cạo râu, mà nhu cầu của họ đối với các sản phẩm chống lão hóa, mặt nạ và xịt khoáng cũng ngày càng tăng. Theo Alex Taek Wang Lee, chuyên gia văn hóa tại Đại học Kyung Hee, Nam giới ngày càng sử dụng mỹ phẩm nhiều hơn bởi tại quốc gia này, hình thức bên ngoài có ý nghĩa sống còn. Ông nhấn mạnh rằng, trong một xã hội cạnh tranh như Hàn Quốc, điều này đúng với tất cả mọi người, ví dụ như khi nhà tuyển dụng phải lựa chọn các ứng cử viên đến từ nhiều trường đại học danh tiếng và có trình độ tương đương nhau, ngoại hình sẽ là yếu tố quyết định. Những giám đốc kinh doanh như Chris Hong là khách hàng lý tưởng của ngành công nghiệp làm đẹp. Sự chăm sóc của ông bao gồm tìm botox hai lần một năm cùng các biện pháp điều trị laser để làm mờ và mịn các khuyết điểm trên khuôn mặt. Người đàn ông 40 tuổi thừa nhận rằng mình dành nhiều thời gian, tiền bạc và công sức để chăm sóc da hơn cả vợ. Bên cạnh các thương hiệu quốc tế lớn, một số công ty mỹ phẩm Hàn Quốc cũng đang tích cực cạnh tranh trên thị trường khách hàng tiềm năng này. Min Ji Kim, chuyên gia phân tích của Euro Monitor cho biết, hầu hết công ty trong nước đều ra mắt các dòng sản phẩm dành cho nam. Thậm chí, một hãng còn sản xuất dòng sản phẩm đặc biệt dành cho nam giới đang phục vụ trong quân đội với tính năng trang điểm tự nhiên, làm mát da sau khi tập luyện và mặt nạ dưỡng trắng. Theo ước tính, 70% nam quân nhân Hàn Quốc sử dụng mỹ phẩm chăm sóc da ở hàn quốc các công ty mỹ phẩm đang hướng đến một đối tượng khách hàng mới đầy tiềm năng đó là nam giới